lịch thi đấu V-League mới nhất, câu lạc bộ Bình Dương có khiến Hoàng Anh Gia Lai đứt mạch bất bại. V-League sẽ trở lại vào ngày 1 tháng 11 bằng trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và Nam Định trên sân Lạch Tray, diễn ra lúc 19:15. Thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần sau thất bại khá nặng nề 0-3 trước câu lạc bộ Công an Hà Nội, CAHN. Câu lạc bộ Nam Định có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm khi câu lạc bộ Hải Phòng đang có phong độ không tốt ở đầu mùa giải này. Thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn chưa thắng một trận nào tại V-League. Ngày 2 tháng 11, câu lạc bộ Hà Tĩnh, đội bóng vẫn đang bất bại ở V-League tiếp đón câu lạc bộ Bình Định trên sân nhà. Trận đấu này bắt đầu lúc 17 giờ. Đội khách là đương kim Á quân, nhưng không còn giữ được những cầu thủ trụ cột mùa trước nên đã suy yếu đi nhiều nên các học trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công được đánh giá cao hơn. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng Núi Hồng gây áp lực lên Hoàng Anh Gia Lai, đối thủ đang cạnh tranh vị trí ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Tiến Linh và các đồng đội thường chơi hay trên sân nhà. Liệu họ có thể đánh bại Hoàng Anh Gia Lai? Lúc 18 giờ, Hoàng Anh Gia Lai có chuyến làm khách khó khăn trên sân của câu lạc bộ Bình Dương. Phong độ của đội bóng đất thủ tương đối phập phùng nhưng những ngôi sao như Nguyễn Tiến Linh, Bùi Vĩ Hào, Hồ Tấn Tài, Quế Ngọc Hải vẫn ở đó và đủ sức khiến Hoàng Anh Gia Lai đứt mạch bất bại. Vì thế, Hoàng Anh Gia Lai không được chủ quan. Cùng giờ với trận đấu này là cuộc so tài giữa Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Vinh. Đội bóng xứ Nghệ chưa biết đến mùi chiến thắng ở mùa giải này và đang chạm đáy bảng xếp hạng. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ổn hơn một chút khi có một chiến thắng nhưng họ vẫn chưa tạo ra sự yên tâm cho người hâm mộ ở chiến hạm đó. Trận đấu này được dự đoán sẽ diễn ra cân tài, cân sức. Trận đấu sớm nhất ngày 3 tháng 11 sẽ là cuộc đấu giữa câu lạc bộ Quảng Nam và đội Thể Công Viettel trên sân Hòa Xuân. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đang có tâm lý tốt sau chiến thắng 1-0 quả cảm trước đội Bình Dương và chắc chắn sẽ đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để chiếm lấy ngôi đầu. Bởi lẽ, ở trận đấu diễn ra sau đó 1 giờ, câu lạc bộ Thanh Hóa, đội đang đứng đầu bảng và bằng điểm với câu lạc bộ Thể Công Viettel, rất có thể sẽ mất điểm khi phải tiếp đón câu lạc bộ Hà Nội, một trong những ứng cử viên vô địch. Trận đấu muộn nhất vòng 6 diễn ra lúc 19:15 giữa câu lạc bộ CAHN và câu lạc bộ Đà Nẵng. Thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polkin dự đoán sẽ thắng dễ bởi đội bóng sông Hàn không có phong độ tốt và chưa có một lần nào giành trọn 3 điểm ở mùa này. Lịch thi đấu chi tiết vòng 6. Tất cả trận đấu đều được áp dụng VAR. FPT Play, đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn V-Bang V-League 1 2024-25 tại https://play.vn.